lúc này giải bóng đá vô địch quốc gia World Cup 2017-2019 đã xác định được đội vô địch và đội Á quân. Đó là câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, đội giành chức vô địch, và đội Á quân là câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Và những tràng pháo tay của các cổ động viên Hoàng Gia Lai đang được dành cho người đội trưởng của mình. Và lúc này thì Hoàng Gia Lai không thể có được sự phục vụ của Xuân Trường do cầu thủ này đang bị chấn thương. Và như vậy là hiệp 1 trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh và Hoàng Gia Lai đã bắt đầu. Và ngày hôm nay thì ít nhiều những con số thống kê đó cũng ủng hộ thêm tinh thần cho các cầu thủ áo đỏ. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Minh Vương không vào, bóng đã chạm vào khung thành của Thành phố Hồ Chí Minh. May mắn đã không mỉm cười đối với Hoàng Gia Lai sau cú đá của Minh Vương. Một cú đá phạt kỹ thuật, một cú đá bằng ngù và bóng đã chạm vào cột dọc. Chút nữa thì Minh Vương đã có được pha ghi bàn thứ 11 ở mùa giải năm nay. Huỳnh Văn Thanh và Hoàng Thiên đang là những người chơi cao nhất bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Vũ Văn Thanh, vẫn là Vũ Văn Thanh. Vũ Văn Thanh đã ngã penalty cho Hoàng Gia Lai. Trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà đã rất cương quyết chỉ vào chấm phạt đền. Lỗi của Hữu Tuấn. Một pha tranh chấp trong vòng cấm của Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ hội dành cho Hồng Duy. Rất nhẹ nhàng và tỷ số được mở 1-0 cho Hoàng Gia Lai. Niềm vui của các cổ động viên đội khách. Hồng Duy đá nhẹ nhàng. Một cú đá chứa đầy vẻ mơ mộng như cái đệm hồng trong tên của anh. Một cú đá có thể nói là thướt tha nhưng vẫn đủ để khuất phục thủ môn Thanh Diệp bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Nhẹ nhàng nhưng hiệu quả rất cao. Dứt điểm từ xa, rất nguy hiểm, không vào. Penalty cho Thành phố Hồ Chí Minh. Phi Sơn đã bị phạm lỗi. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Từ cú dứt điểm ở bên ngoài vòng 16m50 của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Phi Sơn đá rất tốt và tỷ số là 1-1. Phút thứ 75 của trận đấu và hai đội xuất phát lại từ đầu. Hoàng Gia Lai mở tỷ số từ cú đá penalty thành công của Hồng Duy. Và bây giờ đến lượt câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh có bàn gỡ hòa cũng từ chấm 11m với cú đá của Phi Sơn. Thủ môn Văn Trường đã có xu hướng đổ người sang bên phía trái khung thành. Trong đó thì Phi Sơn dứt điểm về bên phía phải. Còn sân Khánh Hòa bị Việt Nam sẽ phải quyết tử để giành vé playoff với Thanh Hóa. Văn Toàn đã ngã penalty. Quả penalty thứ 3 trong trận đấu ngày hôm nay. Thêm một lần nữa thì trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà đã rất dứt khoát với quyết định của mình. Và thêm một lần nữa thì Hữu Tuấn lại phạm lỗi với cầu thủ của Hoàng Gia Lai. Lần phạm lỗi thứ 2 của Hữu Tuấn ở trận này dẫn đến penalty. Văn Thành, tỷ số vẫn được nâng lên 2-1 cho Hoàng Gia Lai. Thanh Diệp đã đoán đúng hướng bóng và đổ người đúng hướng
nhưng Văn Thanh vẫn là người chiến thắng. Bóng đi sát cột dọc. Thanh Diệp đã rất cố gắng. Trước khi bóng đi vào lưới thì bóng có vẻ như đã khẽ chạm vào cột dọc của Thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ số là 2-1 cho đội khách. Phi Sơn. Phản công cho Hoàng Anh Gia Lai. Ngọc Quang. Văn Toàn. Cơ hội để Văn Toàn ghi bàn thắng thứ 9 của mình. Không được. Vẫn không vào. Người đã theo sát Văn Toàn trong tình huống vừa rồi là Út Cường, một trong ba cầu thủ vào sân bên phía Thành phố Hồ Chí Minh trong hiệp 2. Và SCB Đà Nẵng đang dẫn trước đội khách, đang bị đội khách BKMX Bình Dương dẫn với tỷ số 0-2. Văn Toàn không được. Như vậy là trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà đã nổi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa hai câu lạc bộ đá Thành phố Hồ Chí Minh và Hoàng Gia Lai. Tỷ số cuối cùng của trận đấu này là 2-1 nghiêng về phía cầu thủ Hoàng Gia Lai, và Hoàng Gia Lai đã chính thức trụ hạng tại giải vô địch quốc gia World Cup 27 năm 2019. Xin chúc mừng cầu thủ Hoàng Gia Lai.